giặc bên Ngô, tác giả Vân Bích, tập 8, kết. À, tao nhớ ra mày rồi, con quỷ cái giật chồng, mày chết đi, chết đi. Bị giật tóc bất ngờ, Kiều loạn choạn mất một lúc, chờ khi cô chuẩn bị phản đòn, mấy người đàn bà tức khí cái loại tiểu tam cũng nhào vào đánh phụ. Mấy bà hết đá rồi kéo tóc cào cấu tay chân, khiến cho Kiều yếu thế ôm đầu mà chịu trận. Rất may lúc này chiếc xe của Vinh cũng vừa lướt qua. Linh từng trải qua chuyện này nên đồng cảm, không thể ngó lơ, liền kêu Vinh dừng lại. Lời người thương là mệnh lệnh ngọt ngào, anh lập tức tắt máy, khóa xe rồi đuổi theo Linh đang xông về phía đám đông la toáng lên. Các người không có được ý đông hiếp yếu, tôi sẽ báo công an. Nhắc đến công an, mấy bà kia hoảng sợ tản ra rồi lủi mất. Còn lại Kiều quần áo tơi tả, Linh nhận ra người này chính là chị em ruột của mình, đau lòng nâng Kiều lên mà hỏi. Em có sao không? Cô... Chị đã biết hết rồi, em chính là người thân của chị. Bao năm qua em chịu khổ nhiều rồi, bây giờ quên hết quá khứ, về nhà với chị và ba đi. Nhưng tôi đê tiện thấp kém, sẽ làm mất mặt mấy người. Đừng có nói vậy, mình về nhà đi. Nhà? Phải, nhà của chúng ta. Rồi Linh cẩn thận đỡ Kiều ra xe, nhờ Vinh chở Kiều về nhà. Anh nhíu mày, bộ dáng có phần khó chịu, qua một lúc mới nói. Anh cho xe máy vào bãi rồi, đón taxi về nhà. Ý kiến này không tồi, nên Linh cũng đồng ý. Trong lúc chờ, Linh còn chạy vào siêu thị mua một chai dầu xanh bôi lên những vết bầm tím trên người Kiều. Cử chỉ nhẹ nhàng chăm sóc, bất giác khiến sống mũi của Kiều cay cay. Lần đầu tiên cô ta mới hiểu thế nào là tình thân. Qua thêm một lúc, Vinh cũng quay lại. Anh thường ngày rất ga lăng giúp người. Nhưng xin lỗi, anh vẫn còn chưa có tha thứ cho việc làm của cô ta với Linh đâu. Vậy nên anh giữ khoảng cách để cho Linh tự đỡ Kiều đi. Cuộc hội ngộ đầy bất ngờ, ông Định vô cùng xúc động. Hóa ra ông có tới hai cô con gái, nhưng mà từ trước tới bây giờ ông lại không hay biết, khiến cho con bé chịu nhiều thiệt thòi rồi. Nghĩ vậy, ông tự nhủ từ bây giờ về sau sẽ bù đắp cho Kiều nhiều hơn. Hai người mở lòng, một người bỡ ngỡ. Nhưng sâu trong tiềm thức, Kiều thực sự vẫn luôn mong mỏi mình sẽ có một mái ấm gia đình như bao người bình thường khác. Còn về phần Điệp, sau khi bị công ty sa thải, cô ta vô cùng ấm ức, muốn tự an ủi mình bằng sự bất hạnh của con nhỏ khốn nạn kia. Cô ta điện thoại cho Loan mãi không được, tìm đến nhà thì nghe phong phanh Loan đã bị bắt vì là chủ mưu trong vụ mưu sát chị chồng. Đồng Minh không còn, còn Linh thì an toàn thoát ra, trong khi cô thì vừa bước lên cái bục cao đã bị té xuống thảm hại như vậy. Điệp sao có thể cam tâm chứ? Còn bà nó, có khi chính con yêu tinh đó nó xúi dục Vinh làm trò nâng mình lên cao để đạp mình đau đớn chứ không có phải ai khác. Vì vậy cô ta không có chịu từ bỏ, còn giở trò rầm rịch, quyết phải cho con khốn nạn đó một bài học nhớ đời mới cam tâm. Theo dõi ở cổng công ty 2 ngày, Điệp phát hiện còn có một tên đàn ông vẫn luôn dõi mắt về phía con Linh với đôi mắt tha thiết. Một hôm cô ta quyết định đến hỏi thẳng. Nếu tôi nhớ không lầm thì anh là chồng cũ của Linh phải không? Đúng. Nhìn vợ của mình trong vòng tay kẻ khác, anh thấy thế nào? Khoa im lặng, từ ngữ sao có thể diễn tả hết cảm giác xót xa của anh ngay lúc này. Điệp tất nhiên là biết, mở lời đề nghị. Nếu như tôi giúp anh có dũng cảm giành lại cô ấy không? Cô là ai? Sao cô lại muốn giúp tôi? Tôi giúp anh cũng là giúp chính tôi. Anh giành lại cô ta thì tôi đối với người đàn ông kia mới có cơ hội. Cô nói thật chứ? Thiệt. Nếu vậy chúng ta tìm chỗ nào đó bàn bạc đi. Được. Nói xong, Khoa và Điệp tìm một cái quán kín đáo gần đó, cùng nhau bàn thảo đối sách, phân chia nhiệm vụ cho nhau ổn thỏa. Khoa về nhà kể nhờ chị hai. Chị ơi, có phải lần trước chị nói sẽ nghĩ cách giúp em và Linh trở về bên nhau đúng không chị?
Đúng. Nếu như em có cách, chị sẵn sàng giúp em không? Đương nhiên rồi. Chị lúc nào cũng hy vọng em của chị được hạnh phúc. Vậy được, chị giúp em hẹn với Linh qua 2 ngày nữa gặp mặt nghe. Nhưng chị đừng có nói là có em tới, cô ấy sẽ không có chịu ra đâu. Ừ, đem điện thoại đến đây cho chị. Sau đó Khoa nhanh chóng cầm điện thoại đặt vào tay Hiền, ngồi một bên nghe ngóng. Alo, chị Hiền đây. Có chuyện gì không chị? Chị muốn gặp mặt để cảm ơn em chuyện lần trước. 2 ngày nữa chị em ta gặp nhau nghe. Không cần mất công vậy đâu chị. Em nhận lời cảm ơn qua điện thoại là đủ rồi. Vậy không có đủ chân thành. Em thấy vậy được rồi mà. Nếu em không đến gặp thì chị trực tiếp qua nhà em đó. Những chuyện xảy ra vừa rồi Linh hoàn toàn giấu kín ông Định. Bà Hiền mà qua tận nhà như thế sẽ khiến cảm xúc của ba cô lên xuống thất thường, không tốt cho sức khỏe của ông. Cho nên cô đành phải đồng ý. Nhưng để dè chừng những rắc rối có thể phát sinh, Linh cẩn thận hẹn bà Hiền ở một quán cà phê đông đúc, kèm theo điều kiện là Khoa không có mặt ở đó, và rất nhanh buổi hẹn cũng đã đến. Hôm nay bà Hiền cố tình đến sớm, khi Linh tới nơi thì đúng là không có sự xuất hiện của Khoa. Cô từ tốn ngồi xuống gọi nước rồi lên tiếng. Sức khỏe của chị như thế nào rồi? Cũng tạm ổn rồi em à, cảm ơn em. Em đúng là tốt bụng, vậy mà trước đây chị lại mắc mù, gây ra sai lầm như ngày hôm nay. Bỏ đi chị à, em không thể để bụng được nữa đâu. Nhưng mà chị vẫn luôn day dứt. Nếu hôm đó em không có đồng ý giúp chị, thì chị đã thực sự đi đời luôn rồi. Một lời cảm ơn không có thể biểu đạt hết sự cảm kích của chị, Linh à. Cứu người là việc nên làm thôi, chị cũng có đừng có quá bận lòng như vậy. Hai người gượng gạo trò chuyện với nhau. Qua một lúc, bà Hiền nhìn về phía đằng xa mà nói. Có phải người yêu của em đến đón hay không? Em ra nói với cậu ấy, chỉ muốn trò chuyện với em thêm một chút nữa. Linh đoán người mà bà Hiền nhắc tới là Vinh, cũng không muốn cậu ấy tốn công đứng đợi mình mới bước ra phía cửa. Nhưng mà nhìn một lúc cũng không thấy Vinh đâu. Linh quay về chỗ ngồi. Chị nhìn lầm người rồi. Anh ấy không có tới. À, dạ rồi, mắt kém em à. Em uống nước đi, kẻo đá nó tan ra loãng, cà phê lại mất vị. Dạ. Vậy là cô nâng ly nước lên hút một ngụm. Cà phê ở đây rất ngon, cô khoan khoái hút thêm mấy ngụm nữa. Phía bên này, bà Hiền nhìn cái ly trên tay Linh thấp dần, trong lòng thật sự vui vẻ. Không lâu sau thì Linh cảm thấy trước mắt mình mờ mịt. Sao lại có tận 2, 3, 4 chị Hiền? Cô lắc đầu, mở lớn mắt nhìn cho kỹ, nhưng cả người dần vô lực rồi mất ý thức ngay tại chỗ. Lúc bấy giờ, bà Hiền mới đi qua cái ghế đối diện nhẹ đỡ Linh, một tay làm bộ xoa đầu bắt gió cho cô gái, miệng nói. Em trúng gió rồi sao Linh? Đợi chị kêu người đưa em về. Xung quanh không có ai nghi ngờ gì cả, bà Hiền mới bấm số gọi cho Khoa. Em vào được rồi đó. Ngay lập tức Khoa xuất hiện. Anh ta kêu chị hai đi về trước, còn mình đưa Linh vào một khách sạn gần đó, có phòng ốc thơm tho sạch sẽ, chuẩn bị bước tiếp theo của kế hoạch. Vì không tiện dìu Linh đang ngất xỉu như vậy, Khoa gọi một chiếc taxi chở anh và Linh đi. Ở trên xe, anh ta mở một thanh xương gum kích dục nhét vào miệng của Linh. Làm như vậy một lát nữa, dù cho thuốc mê có tan hết thì vẫn còn thuốc khơi gợi lửa tình nồng cháy. Sau chuyện này, Linh nhất định sẽ trở về với anh, chỉ thuộc về một mình anh thôi. Taxi đi một đoạn đã tới khách sạn Victory. Khoa dìu Linh đi vào, đưa chứng minh thư cho Lễ Tân và háo hức lên nhận phòng. Đã lâu lắm rồi, anh ta vẫn còn nhớ cái mùi hương li li nhẹ nhàng thanh tao trên người của Linh. Anh nhớ lắm cái thời khắc cả hai bên nhau dây dưa quan dại. Hôm nay cũng đã được trở lại phút giây đó rồi. Bước chân của anh vì vậy mà rộn ràng. Sóng đôi bên Linh đi dọc nơi hành lang đến phòng nghỉ trong nỗi xui sướng vô hạn. Mà ngay lúc này, Kiều đang bấm số gọi cho Linh mấy cuộc mà không được, đành phải gọi sang số của Vinh. Chị Linh qua nhà bạn chơi vui quá hay gì mà không có nghe máy. Anh có số bạn chị ấy không? Bạn nào? Có phải Vi không?
Ừ, đúng rồi. Vậy để cô ấy chơi với Vi thêm một chút nữa đi. Tầm một tiếng tôi xong việc, tôi sẽ tự mình đến đón cổ. Trong phòng giấy lên, ngọn lửa tình bấy lâu đã tắt ngay ở trước mặt. Khoa rút thẻ từ tra vào thiết bị để mở cửa. Bên trong thơm tho sạch mát, gối chăn gọn gàng khiến nơi nào đó của Khoa bắt đầu rục rịch. Liền thèm được thưởng thức mỹ nhân nhân gian, anh ta đặt vợ yêu của mình lên giường, mê mẩn ngắm nhìn từng đường nét quen thuộc. Khoa bước vào phòng tắm một chút, rồi cũng trở ra trong 3 phút. Anh ta ra với cái khăn tắm trắng che hờ hững nửa thân dưới. Lúc này, Linh có hơi cựa mình thức dậy, cảm giác nóng bức dần lan ra toàn thân, cảm nhận có thứ gì đó trong miệng. Cô đưa tay kéo nó ra rồi nhìn thử. Khoa chỉ sợ Linh phát hiện là hàng cấm, dội thanh minh. Thấy em bị ngất xỉu, chị Hai liền lấy thanh xương gươm the the mát mát cho em ngậm xem có thông họng đỡ mệt hơn chút nào không. Nhưng lúc này, thần trí của Linh đã rơi vào mờ mịt. Chất giọng nam tính vang lên ngay khi đó chính là cái kéo cắt phăng sợi dây lý trí đang rất mỏng manh của cô. Dục vọng nguyên thủy bắt đầu chiếm thế thượng phong. Linh nóng ran cả người, đưa tay kéo cái cổ áo trên người mình xuống, bộ dáng cực kỳ thống khổ. Tôi nóng, nóng quá. Mèo nhỏ ơi, vậy là chúng ta lại trở về bên nhau thật rồi. Anh yêu em rất rất nhiều. Khoa luồn tay vào trong mền, mở từng cái cúc áo trên áo của Linh ra. Ngay khi chiếc cúc áo cuối cùng được tháo, ở bên ngoài thanh âm nho nhỏ, khi cái thẻ từ tra vào ổ khóa vang lên, lập tức một bóng người lao vút thẳng vào bên trong, tiến đến bên giường co chân đạp cho Khoa một cú kịch liệt, khiến anh ta ngã nhào ra đất. Không hiểu là có chuyện gì, la toáng lên. Cái thằng khốn nào vậy? Là tao. Mày mở mắt nhìn cho kỹ coi, tao là ai? Dứt lời, Vinh điên cuồng phóng tới, tung liên tục những cú đấm vào mặt của Khoa. Anh ta nằm bên dưới cố gắng kháng cự. Nhưng so với cao thủ karate đai đen tam đẳng cũng giống như trứng chọi đá. Trên giường, cơn nóng bức khó chịu khiến cho Linh không còn nhận ra ai là ai, tự mình giật phăng cái áo. Vinh nghe động, liền chạy đến lấy cái mền trùm kín người Linh lại. Sau đó, nhanh chân chạy tới khóa chặt tay tên Khoa, lôi cổ hắn xuống cho bảo vệ xử lý. Trong đầu Vinh, những hình ảnh hồi nãy hiện lên rõ mồn một, khiến người mạnh mẽ như anh cũng phải run rẩy. Đúng là ngày hôm nay, anh có việc ở khách sạn Victory này để khảo sát hệ thống camera tối tân vừa nhập từ nước ngoài về, áp dụng cho chuỗi khách sạn do anh làm chủ. Phía đối tác vừa mới lắp đặt ngày hôm trước, hôm nay họ có buổi gặp mặt để giải thích những tính năng vượt trội khi chọn hệ thống camera này. Anh đang quan sát từng hình ảnh nhỏ trên hệ thống thì lờ mờ nhìn thấy bóng dáng rất quen ở quầy tiếp tân. Chờ đến khi Vinh nhìn kỹ mặt tên đàn ông, anh giật mình, đứng bật dậy bước đến gần hơn nhìn kỹ cô gái đang dựa người vào tên khốn kia. Phát hiện ra người thương trong lòng mình bị tên Khoa lôi đi. Anh bất chấp tất cả, dội xuống quầy tiếp tân hỏi tên người khách vừa mới thuê phòng. Cô tiếp tân vừa nói số phòng, Vinh lập tức kêu cô ấy đưa ngay cái thẻ từ của phòng đó. Tiếp tân có hơi ngập ngừng, Vinh đã cao giọng. Nhanh lên! Tiếp tân hốt hoảng, liền mang thẻ từ đưa cho sếp lớn. Anh nhìn qua số phòng, xác định được phương hướng và số tầng, vội vàng lao đi. Vừa kịp giải cứu người thương khỏi âm mưu đê hèn của tên đàn ông đốn mạc. Hồi nãy qua camera, anh đoán Linh chỉ là bị trúng thuốc mê thôi. Không ngờ vào tận nơi mới biết cái thằng khốn này còn dùng cả thuốc kích dục với cô. Trong lòng anh không khác gì cuồng phong bão tố, chỉ muốn xông tới đâm chán một phát chết tươi. Dám tổn thương thể xác lẫn tinh thần của cô một lần nữa hay sao? Hồi nãy Trúc liên tục những cú đấm lên mặt của Khoa, Vinh vẫn chưa nguôi cơn giận. Chỉ là anh không có thể vì cái đồ khốn thối tha mà mặc kệ Linh quằn quại mình trong sự dày dò khổ sở. Đành kêu người trói chặt tên kia lại, chờ khi Linh ổn hơn sẽ xử lý hắn. Linh lúc bấy giờ ở trên giường nỉ non gian cầu. Tôi khó chịu quá. Xin anh, tôi khó chịu quá. Linh là người anh thương. Mị lực của cô lúc này khiến cho Vinh không có dằn nén nổi lòng mình. Nơi nào đó cũng phản ứng mà Linh còn bám chặt vào người của Vinh,
rải lên cổ anh lần lượt những nụ hôn. Sự tỉnh táo của Vinh dần lịch khỏi quỹ đạo. Anh hòa nhịp đáp lại trên môi Linh một nụ hôn nóng bỏng. Mãi đến khi Linh thô bạo đẩy ngã Vinh xuống giường, gương mặt đờ đẫn rất khác cô gái ngoan hiền thường ngày. Vinh bỗng thoát khỏi cám dỗ rồi đứng phắt dậy. Linh nằm xuống, bàn tay tìm kiếm hơi thở ấm áp mà không có thấy, khẽ kêu lên. Tôi muốn. Anh biết nếu còn tiếp tục để như vậy, bản thân anh sẽ không có thể kiềm chế được mà vượt quá giới hạn. Nhưng tính của Linh thế nào anh biết, cho dù có lý do gì đi nữa, thì lúc tỉnh lại cô nhất định sẽ không có tha thứ cho anh đâu. Và như vậy, công sức anh cố gắng suốt thời gian qua sẽ đổ sông đổ biển. Người con gái này, anh muốn chinh phục cô ấy cả về tinh thần lẫn thể xác. Khi cô còn chưa thực sự đón nhận, anh sẽ không bao giờ ép buộc cổ đâu. Nghĩ vậy, Vinh lấy cái mền cuộn tròn Linh lại như con tằm nằm trong kén. Anh khẽ rót vào tai Linh tiếng xin lỗi, rồi dùng hết sức của mình ôm chặt cô trên giường. Mỗi lần Linh cố sức chống cự, anh lại càng ôm chặt để cảm giác bức rứt thống khổ dần qua đi. Tầm hơn một tiếng đồng hồ, công hiệu của chi quyên gum cũng tan hết. Vì hồi nãy kháng cự lực ôm của Vinh quá mức quyết liệt, bây giờ Linh đã thấm mệt nên chìm vào giấc ngủ từ bao giờ. Đến khi Linh hơi cựa mình mở mắt, nhìn thấy cậu trai trẻ bên cạnh đang ôm mình lọt thỏm trong cái mền, ký ức hồi nãy lờ mờ hiện lên trong đầu cô, khiến cô bắt đầu hoảng loạn. Chuyện gì xảy ra vậy? Cô nhớ rất rõ là cô đi cà phê với chị Hiền, sao bây giờ lại ở đây, cạnh bên Vinh nữa? Trong cái cơn tức tối, Linh gào lên. Cậu Vinh, dậy cho tôi! Vinh giật mình phản xạ, buông ra. Em tỉnh lại rồi hả? Linh hé cái mền nhìn vào bên trong, cảm giác được cái quần mình mặc vẫn còn, nhưng áo thì đã bị mở tung. Cô gườm giọng. Cậu nói cho tôi biết, vì sao tôi và cậu lại ở đây? Em không nhớ cái gì sao? Tôi chỉ biết tôi đang uống cà phê với chị Hiền, lúc tỉnh lại thì như thế này. Linh dừng một chút như nghĩ ngợi điều gì rồi mới nói tiếp. Tôi lờ mờ nghe thấy một chất giọng rất quen, tôi còn... Lời nói như bị kẹt nơi cuốn họng. Khi Linh nhớ ra, hình như hồi nãy mình đã dùng lời lẽ lả lơi rất kỳ dị. Vinh lúc này mới giải thích. Anh có công việc với khách hàng ở đây, may mắn nhìn thấy em. Anh không tưởng tượng được mình sẽ như thế nào nếu chứng kiến tên đàn ông đó xâm hại em đâu Linh à. Anh thật sự không có chịu nổi. Cậu đã giữ chặt tôi trong chăn để ngăn tôi đánh mất lý trí, có phải hay không? Liên kết dữ kiện, Linh có thể đoán được người đó chắc chắn là Khoa. Chính bà Hiền kia đã tiếp tay cho anh ta làm như vậy. Người cô từng yêu sao bây giờ lại đê hèn bỉ ổi đến như vậy chứ? Cảm giác thất vọng cực điểm với anh ta khiến trong lòng của Linh buồn man mác. Cô quay mặt đi kêu Vinh ra khỏi phòng để cô chỉnh trang lại quần áo. Qua 5 phút sau, Vinh lại đi vô, thấy Linh im lặng không nói gì, quay mặt né tránh. Anh không chịu nổi, bước vội đến nắm chặt tay cô. Linh à, chuyện của hôm nay anh nhất định sẽ xử lý, không cho phép bất cứ ai hiếp đáp em nữa đâu. Linh vẫn không chịu lên tiếng. Vinh thu hết can đảm, đặt tay cô lên lồng ngực của anh, nói tiếp. Em có nghe thấy gì không? Tim anh vì em mà đập rất mạnh. Giây phút anh nghĩ rằng em bị cái tên kia hiếp đáp, anh thực sự không có thở nổi. Thật may, cảm ơn trời đã cho anh đến kịp để bảo vệ em. Em có nghe thấy gì không? Tim anh vì em mà đập rất mạnh. Giây phút anh nghĩ rằng em bị cái tên kia hiếp đáp, anh thật sự không có thở nổi. Thật may, cảm ơn trời đã cho anh đến kịp để bảo vệ cho em. Vì em đã biết rõ tiếng lòng anh rồi, anh không có ngại nói thẳng với em là... có thể nào cho anh một cơ hội bảo vệ em ngày mai, ngày kia và những ngày tiếp sau nữa, đến hết cuộc đời này, được không Linh? Tôi... Xin đừng từ chối anh. Thời gian qua nhìn thấy em bị bao nhiêu người hiếp đáp, tổn thương, anh cảm thấy rất là khó chịu. Anh không có thể dương mắt nhìn em tiếp tục như vậy nữa. Cho nên đồng ý với anh, cho anh cơ hội giúp em che mưa che gió nghe. Tôi không có xứng đáng với anh. Không đúng, ngoài em không có ai có thể làm trái tim của anh thổn thức, loạn nhịp hết lên rồi đây nè.
đồng ý với anh đi, làm vợ anh nghe Linh. Nói xong, Vinh còn đặt lên bàn tay của Linh một nụ hôn trân trọng. Kể từ hôm nay, em không cần phải mạnh mẽ nữa, mọi chuyện đã có anh đây rồi. Cô không biết về sau mình có yêu được Vinh không, nhưng thời khắc này trái tim của cô mách bảo hãy đồng ý với cậu, vì cậu ấy sẽ mang đến cho cô sự bình yên mà cô luôn ước mơ. Mà trái tim với lý trí lúc này không biết như thế nào khiến cho cô lại gật đầu. Vậy chúng ta cứ tìm hiểu nhau đi đã. Cơ hội đã mở ra, cảm xúc của Vinh dở hòa, đưa tay ôm chặt Linh vào lòng. Cô muốn đẩy anh ra, nhưng lại nhớ đến hồi nãy, khi anh dùng cái mền bao bọc để ngăn cản dục vọng nổi lên trong cô, thay vì hòa nhịp. Cô cũng không có cứng rắn thêm nữa, cho phép cậu ôm cô thêm mấy giây. Qua chừng vài phút, Linh không có kiên nhẫn nữa, nhắc nhở. Trễ rồi, tôi phải về. Em đã đồng ý thì từ bây giờ không có được xưng tôi nữa đâu, biết chưa? Tôi... Vinh hơi chau mày. Linh thấy vậy thì ngượng ngùng nói. Để từ từ, em tập. Tiếng em kia khiến cho gương mặt của Vinh vô cùng rạng rỡ. Anh tinh nghịch cúi đầu hôn lên trán người thương. Linh mắc cỡ dỗ da Vinh, rồi anh nhanh tay bắt lấy tay Linh, đang những ngón tay của mình vào, dịu dàng nói. Mình về thôi, anh đưa em về. Chiếc taxi nhanh chóng đã đưa hai người về nhà Linh. Anh dặn cô lên phòng nghỉ ngơi, quên hết những chuyện cũ, chờ cho Linh khép cửa. Anh mới kêu taxi đưa mình quay lại khách sạn Victory. Nơi đó có thằng đàn ông đê tiện vừa mới sử dụng cái chiêu trò với cô gái mà anh yêu thương nhất. Anh kêu bảo vệ đưa Khoa Linh gặp ở phòng VIP. Hai tay hắn ta vẫn còn bị trói chặt, hai mắt bầm tím, một bên má sưng húp lên, nơi khóe môi còn đóng lại cái vết máu khô. Vinh đứng dậy, bước đến nắm cổ áo của Khoa gằn giọng. Nói, một mình mày hay có ai xúi giục chuyện này? Khoa giận cứng đầu, Vinh không khách khí kề sát tay hắn ta, rót vào cái lời hăm dọa. Mày muốn nói hay để tao cho mày tuyệt tử tuyệt tôn? Dứt lời, Vinh đưa chân lên làm ra vẻ tấn công vào hạ bộ của Khoa, khiến hắn ta thật sự hoảng sợ, vội vàng khai. Là cô gái thích mày, cô ta kêu tao cướp được Linh về thì cô ta mới có cơ hội. Người thích tao là ai? Tao không có biết, tao chỉ nhớ cô ta có một cái nút ruồi đen nơi chân mày thôi. Nút ruồi đen nơi chân mày, quả giúp cho Vinh xác định được đối tượng. Anh âm trầm nguy hiểm. Lại là cô ta. Nếu đã không an phận thì đừng có trách người khác độc ác. Bỏ lại câu nói đó, Vinh lạnh lùng bước đi, dặn dò một anh vệ sĩ. Hắn ta thích cưỡng đoạt, vậy được, anh cho hắn ta liều thuốc tốt một chút, khóa chặt phòng tắm, cho hắn ta nếm trải cảm giác muốn mà không được đi. Qua ngày mai tôi lại tính sổ với hắn tiếp. Dạ. Cũng trong đêm đó, Vinh kêu Mẫn soạn thảo một văn bản từ chối tiếp nhận người có tên Nguyễn Thúy Điệp trong tất cả các ngành nghề của công ty. Đồng thời, anh cũng kêu Mẫn đi cửa sau thông báo hết với các đối tác không có nên tiếp nhận cô gái này. Qua 4 ngày sau đó, gần như các công ty đều biết qua cái chuyện xấu của Điệp. Cô gái biết tên chưa từng biết mặt, đến khi cô ta làm bộ hồ sơ xin việc gửi đến nhà tuyển dụng, vừa nhìn thấy tên, người ta đã lập tức trả lại hồ sơ. Đi hết 4 năm chỗ đều như vậy, Điệp xin nghi lén lút đưa tiền mua chuộc để lấy thông tin, mới biết cậu chủ của tập đoàn Thịnh Vượng ra chỉ thị từ chối hồ sơ của cô ở tất cả các ngành nghề. Các công ty là đối tác của Thịnh Vượng tất nhiên cũng không có thể tiếp nhận cô. Phân tích kỹ thì trước tới bây giờ chưa từng đắc tội ai ngoài trừ cậu Vinh. Điệp thấy sống lưng lạnh buốt, hóa ra anh ta không chỉ là cấp cao của công ty in sóng xanh mà còn là người thừa kế tập đoàn đa ngành nghề Thịnh Vượng. Sao mà cô lại xui xẻo đến như vậy? Còn con Linh khốn nạn kia sao lại may mắn ngút trời? Cảm xúc chán chường có, ghen tị có, buồn bã có. Hôm đó Điệp vào men say uống cho quên sầu đời. Đến khi lão đảo chạy xe về nhà, dọc đường chịu không nổi, Điệp tấp vào bên lề đường ói ra cho hết. Có hai tên bụi đời đi ngang qua thấy là con gái liền ra hiệu cho nhau.
Chờ đến khi Điệp vừa quay lại chỗ đậu xe, một tên nhảy ra chặn đầu, một tên bịt miệng rồi kìm chặt cô ta vào giữa, điều khiển xe cô ta vào một góc công viên kín đáo. Một thằng mang xe đi mất, còn một thằng ở lại tuột hết áo quần trên người của Điệp xuống, thô bạo tiến thẳng vào, hưởng thụ cái hương vị sắc dục điên đảo đê mê. Tên bụi đời đã lâu không có được nhấp nháp hương vị tình ái, nên có dịp tất nhiên đánh chén say sưa. Hắn cướp đoạt cô ta hết lần này đến lần khác, mãi đến khi tinh lực gần như cạn kiệt, hắn mới lấy cái quần đùi mặc vô, cười rất chi là thỏa mãn, rồi rời đi, mặc kệ Điệp trong trạng thái lõa lề, khắp người cô ta đầy vết tím, đang thống khổ vì nỗi đau thể xác. Đôi mắt của Điệp chuyển từ đỏ sang xám xịt, bao nhiêu uất hận nghẹn ngào dâng lên cực điểm. Tất cả những bất hạnh này đều là do con hồ ly tinh kia nó ban cho, là nó xúi dục Vinh ép chết mình, là nó biết biến mình rớt xuống địa ngục tối đen không có lối thoát. Sau đó, Điệp lê tấm thân tàn tạ, mặc lại quần áo đã tả tơi, cắn răng chịu đựng hạ thân đau nhức, đi một quãng đường tìm bác xe ôm chạy đêm chở cô ta về nhà. Mất việc, mất xe, mất đời con gái, Điệp thề với trời nhất định không để cho con quỷ đó nó sống yên thân. Còn tên Vinh kia nữa, si mê cái con quỷ đó đúng không? Nếu như nó biến thành què quặt xấu xí, liệu rằng mày có còn yêu nó được nữa hay không đây? Nghĩ đến khả năng này, Điệp nhếch môi, lộ ra một nụ cười tàn khốc. Một tuần, Điệp nằm ở nhà điều dưỡng vết thương, thì đồng minh của cô ta cũng vừa nhận được đơn kiện về hành vi có âm mưu xâm hại tình dục người khác. Khi Vinh biết Khoa là nhân sự trong công ty game của nhà mình, anh lập tức dùng bằng chứng có được yêu cầu sa thải nhân viên vô đạo đức như vậy. Khoa đang từ nhân viên có thu nhập ổn định, bây giờ vương mang tiếng xấu, phải tất tả chạy sang nhà của Linh cầu cứu. Đối diện với tên đàn ông biến chất kia, lòng Linh đã nguội lạnh, cô đóng cửa không tiếp, nhưng anh ta vẫn cứ dai dẳng chờ bên ngoài không chịu về. Không gọi được cho Linh, anh ta lại ý ới sang cả ông Định. Bất đắc dĩ, Linh phải đi bộ ra quán nước nói chuyện với anh ta một lát. Anh còn muốn cái gì ở tôi nữa? Linh à, anh xin em, bỏ qua cho anh lần này có được không? Xin em nói với bạn trai rút lại đơn kiện cho anh đi mà. Có sức làm thì có sức chịu. Không phải lần trước anh cũng nói cái câu tương tự với tôi như vậy hay sao? Nhưng mà anh khốn đốn rồi. Chỉ có em mới giúp được cho anh thôi. Anh đã bị mất việc rồi. Nếu còn bị đi tù nữa thì chị hai của anh già yếu, ai sẽ lo cho chị ấy đây em? Trước khi làm cái điều bỉ ổi kia với tôi, sao anh không có nghĩ đến tình huống này? Anh nghĩ em sẽ bằng lòng tha thứ cho anh, chấp nhận anh. Anh xin em, hay anh quỳ xuống đây để cầu xin em có được không? Đến lúc này, Linh đã thất vọng toàn tập đối với người từng đầu ấp tay gối. Trong con người anh ta đã làm mất đi cái niềm kiêu hãnh vốn có của một người đàn ông. Lẽ ra, chỉ cần anh ta chân thành xin lỗi và dũng cảm nhìn nhận cái sai của mình, Linh cũng sẽ niệm chút tình cảm xưa cũ mà bỏ qua chuyện này. Nhưng từ đầu chí cuối, anh ta chỉ chăm chăm vào cái việc bãi nại và tương lai sau này của bản thân. Vì vậy, anh ta đáng bị trừng trị, không cần thương xót gì cả. Cô nhìn anh ta cứng rắn. Đàn ông bản lãnh sẽ không có quỳ gối cầu xin. Bản lãnh là khi biết sai mà sửa. Anh suy nghĩ kỹ những điều tôi vừa nói đi. Linh ơi, Linh! Cô vừa quay bước và nhìn thấy Vinh ở phía sau mỉm cười với mình. Anh nói, anh còn sợ em sẽ mềm lòng nữa chứ, hôm nay anh rất vui. Chúng ta về nhà thôi. Ừ, mình đi. Nhưng Khoa ở sau lưng không màng sĩ diện, đuổi theo gian sinh Vinh. Tôi biết tôi sai rồi, anh bỏ qua cho tôi đi mà. Nhà tôi đơn chiếc, có chuyện gì tội cho chị tôi lắm. Tôi không có tính sổ với bà ta là nhân từ lắm rồi, tránh ra. Hai từ cuối cùng, Vinh rít qua kẽ răng, thể hiện cảm xúc khinh bỉ lẫn chán ghét. Lẽ ra đơn kiện lần này có thêm phần của Điệp, nhưng do cô ta không có trực tiếp tham gia gài bẫy, chứng cứ không có đủ để cấu thành tội, nên Vinh mới phải mạnh tay phong sát đường sự nghiệp của cô ta. Hiện tại tên này còn mặt dày đến đây làm anh ngứa mắt, muốn bỏ qua sao? Đừng có mơ. Vậy là Vinh kéo tay Linh đi nhanh hơn một chút. Hôm nay Vinh đến nhà Linh là muốn thưa chuyện với bác Định, cho anh đưa Linh về nhà ba mẹ chơi.
Con gái ông đã qua một lần gãy đổ, nhìn thấy cậu trai trẻ này không có chê bai mà còn hết lòng với con mình như vậy, ông mừng đến rơi nước mắt. Con Linh nó có phước mới gặp được cháu đó. Khen Vinh xong, ông nhìn con gái yêu dặn dò. Chuẩn bị cho kỹ lưỡng, đừng có để cho hai bác nhà bên phiền lòng nha con. Kiều buộc miệng nói. Hai bác ấy tốt lắm, nói chuyện ngọt ngào, chắc chắn sẽ yêu thương chị mà ba. Sao con biết? Con... Vinh trừng mắt nhìn Kiều, cô hiểu ý rồi nói tránh. Thì ba nhìn anh Vinh đi, cứ xem anh ấy thì đoán ra ba mẹ tốt là sao mà... Ba ăn cam không? Để con đi cắt cam cho mọi người tráng miệng nghe. Linh liền ngăn em. Thôi, để chị làm cho. Cắt cam dễ ẹc à, chị ngồi chơi với anh Vinh đi. Khi Kiều đang lay quay bổ cam, Vinh mượn cớ đi vệ sinh, ngang qua phòng bếp nói riêng với Kiều. Tôi không muốn cô lại bếp xếp, khiến cho chị cô hiểu lầm, cô hiểu ý tôi chứ. Thực ra anh không cần phải lo lắng, giữa chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì cả, xin lỗi anh. Một câu nói này khiến lòng Vinh nhẹ bẫng, anh vẫn cứ lo lắng chuyện cũ sẽ là rào cản tiềm ẩn ở trong tình yêu của anh với Linh. Thời khắc này, tất cả đã thực sự đã quá giải. Dù vẫn tức giận vì Kiều đã từng bẫy mình, nhưng bây giờ đây anh cũng thực lòng cảm kích cổ. Cảm ơn cô đã nói ra sự thật. Không có gì. Quả nhiên, ba mẹ của Vinh đối xử với Linh rất thân thiện, vui vẻ. Ông Hưng ngó chừng thằng con trai mình nôn đóng cưới vợ lắm rồi. Chủ động, ông đề nghị. Hai đứa cứ đi xem ngày tốt đi, chọn ngày gần nhất nghe. Thành gia lập thất rồi dốc lòng mà phát triển công ty in sóng sành, có biết chưa? Dạ, anh sao? Lần trước bác đã nói giao công ty sóng sành cho hai đứa còn cái gì? Nghe vậy, Linh chợt nhớ ra câu lỡ miệng của Kiều. Thì ra trước đó, Vinh đã một lần đưa Kiều về nhà tính toán hôn sự, là lúc anh lầm lẫn Kiều với cô. Điều đó chứng tỏ anh đã sớm muốn cùng cô xây dựng mái ấm gia đình. Mà... quan trọng hơn là bác trai đang nói cái gì, giao công ty sống xanh cho hai đứa. Nghĩa là chủ tịch của công ty sống xanh là ba của anh sao? Gia thế lớn như vậy mà Vinh vẫn đi làm như một nhân viên bình thường, chứng tỏ ba mẹ của anh dạy con rất nghiêm khắc. Linh còn đang trăn trở về khác biệt gia cảnh, thâm tâm bỗng dưng muốn thoái lui, bà Ánh đã lên tiếng. Ngày mai đi với bác, bác có hẹn xem ngày tốt cho hai đứa rồi. Dạ. Giọng của Linh e dè, bàn tay Vinh ở dưới bàn khẽ đưa tay sang nắm lấy tay cô, truyền cho cô thêm dũng cảm. Cô hít một hơi thật sâu, tinh thần dần kiên định hướng về phía trước. Không bao lâu mà ngày trọng đại của Vinh và Linh cũng đã đến. Buổi sáng làm lễ gia tiên, Linh khiến Vinh mê đắm không rời trong cái áo dài trắng tinh khôi diễm lệ. Ánh mắt cô nhìn anh chưa có nhiều xúc cảm, nhưng không sao cả. Anh còn cả đời để yêu Linh và làm cho Linh cũng yêu anh. Vậy là họ trao nhau nhẫn cưới. Vinh bây giờ đã có thể danh chánh ngôn thuận dành cho Linh cái hôn nồng nàn. Lễ sáng đã xong, lễ chiều đã đến. Linh quá thân thành nàng công chúa xinh đẹp nhất trên đời. Nghi thức ở sân khấu xong xuôi, Linh quay về phòng thay đồ, đổi cái váy cưới thứ hai gọn gàng hơn để đến từng bàn mà chụp hình với khách khứa tới dự. Cô nhân viên bên studio áo cưới giúp thay áo không có hiểu sao lại không thấy đâu. Nhớ lại bộ váy này cũng khá là đơn giản, Linh quyết định tự mình thay mà không cần chờ người nữa. Xong xuôi, cô nhanh chân quay lại bữa tiệc. Trên đoạn đường hướng về phòng đãi khách, thân ảnh bé nhỏ phát hiện một cái hoa tai bị rơi mới lay quay tìm kiếm. Khúc cua nơi hoa viên vắng vẻ, cô hoàn toàn không biết phía sau lưng mình là đôi mắt quán khí, căm giận cực điểm vì nhìn thấy vẻ rạng người hạnh phúc kiêu sa nó tỏ ra từ con nhỏ mình cực kỳ căm ghét. Cô ta điên cuồng nhìn về phía kẻ thù địch, một tay rút ra con dao cán vàng giấu trong túi áo khoác, nhòi người tới nhắm vào chân của Linh mà đâm xuống một nhát dao hung hiểm. Linh tính mách bảo có chuyện không lành,
Linh xoay người, liền phát hiện một thân ảnh đội nón lụp xụp bịt kín mặt đang lăm le con dao phóng tới. Tốc độ của người kia quá nhanh, Linh chưa kịp kêu cứu thì chỉ cố gắng nhích người tránh đi, nhưng vẫn không thoát được cái nhát dao tàn độc ghim vào mạng sườn, máu thấm ướt một mảng đỏ. Linh liệm dần trong tiếng gọi yếu ớt, còn Điệp rơi vào hốt hoảng, kích động nhất thời khiến cô ta liều mình lẻn vào đây tìm cơ hội biến Linh thành tàn phế xấu xí. Nhưng hiện tại sự việc nghiêm trọng liên quan đến mạng người, nếu không nhanh chân chạy thoát, công an điều tra được thì cuộc đời của cô ta cũng bế mạc từ đây. Nghĩ vậy, cô ta co giò đào thoát, bỏ lại trên nền đất một thân ảnh xinh đẹp trong cái váy trắng tinh thấm đẫm dòng máu tươi của cô dâu. Lúc bấy giờ, có một cô lao công trung tuổi đi về phía này, nhìn thấy cô gái nằm bất động trên nền đất, cái váy trắng ướt đẫm màu máu tươi nhức mắt. Cô vội vàng hét toáng lên. Có ai không? Có án mạng, bớ người ta! Hoa Viên liền xôn xao vì tiếng tri hô vô cùng lớn. Trong sảnh tiệc, nhiều người thấy bên ngoài đông đúc mới tò mò ra xem thử. Một trong số những vị khách nhận diện, đây là nữ chính của buổi tiệc, tất cả chạy vào gọi chú rể tới. Vinh vừa thay xong bộ vest khác, đang nghiêng đầu ngóng cô dâu xinh đẹp của mình quay lại thì nhận được tin sét đánh ngang tai. Anh vội vàng phóng nhanh đến hiện trường, nhìn thấy cô gái trong cái váy cưới mà chính tay mình đã chọn. Vinh thực sự rơi vào khủng hoảng tột bậc, lao đến ẩm thốc người thương gọi xe chở cô đi cấp cứu. Linh ơi, cố gắng lên, em sẽ không có sao mà, em không có được bỏ anh đâu đó. Nơi khóe mắt của Vinh chợt ngấn lệ, nỗi đau như cào xé ruột gan. Vinh ôm chặt người thương vào lòng, liên tục giục tài xế. Anh chạy nhanh lên, lẹ lên nữa. Dạ dạ, tôi biết rồi mà. Chiếc xe tăng tốc, hết mức có thể, đưa nạn nhân đến bệnh viện gần nhất. Vừa mới dừng lại, Vinh tức tốc ẵm người thương chạy thẳng vào phòng cấp cứu. Vinh lúc này lập tức mở máy ra gọi cho Kiều. Tâm trạng anh đang rất rối bời vì qua mấy hồi chuông dài, cô em vợ kia vẫn chưa chịu bắt máy. Anh liên tiếp đấm mạnh vào tường, thể hiện nội tâm sốt ruột như ngồi trong chảo lửa. Anh muốn tự mình quay về tìm Kiều, kéo cô đến đây, nhưng lại sợ bỏ đi lúc này bác sĩ trao đổi không có được thì Linh sẽ xảy ra bất trắc. Vậy là anh gọi điện cho Mẫn, giọng đã không còn bình tĩnh. Cậu lập tức đi tìm em gái của Linh tới đây, mau lên. Anh vừa tắt máy, bác sĩ đã thông báo. Chúng tôi đã liên hệ với các bệnh viện khác nhờ hỗ trợ, chỉ hy vọng sẽ tìm được máu thích hợp. Cô ấy có thể cầm cự được trong bao lâu nữa, thưa bác sĩ? Tùy vào thể trạng của từng người, hiện tại chúng tôi chỉ có thể cầm cự trong khoảng một giờ. Nếu gia đình bệnh nhân có điều kiện hỗ trợ tìm máu, tình hình sẽ khả quan hơn. Chỉ có một giờ để liên hệ khắp các ngân hàng máu của các bệnh viện, lại là nhóm máu hiếm nhất Việt Nam. Cho dù có tìm được đi nữa, thì quá trình vận chuyển chưa chắc đã kịp. Hy vọng duy nhất của anh lúc này chỉ có thể là Kiều. Mẫn vừa rồi nghe tiếng cậu chủ như vậy, biết là sự tình nghiêm trọng, vội vàng chạy vào sảnh tiệc tìm kiếm bóng dáng của Kiều. Mà lúc này, trong một gian phòng, có một cô gái vừa mới ngất xỉu vì bị chụp thuốc mê đang ngó nghiêng nhìn xung quanh. Kiều! Kiều! Không thấy em gái mình đâu cả, Linh mới hồi tưởng lại chuyện hồi nãy. Khi cô vừa mới quay lưng, nhấc chân nhanh chóng về sảnh tiệc, thì có bàn tay phía sau chèn cái khăn vào mặt cô. Sau đó cô bị mất ý thức không biết gì nữa. Linh không biết Kiều làm như vậy để làm gì. Tâm trạng khó hiểu pha lẫn bồn chồn đi ra. Bên ngoài râm ran tiếng bàn tán. Mọi người nói cô dâu bị đâm trọng thương, được chú rể đưa đi cấp cứu. Linh cẩn thận hỏi một bác gái biết chuyện. Cô dâu bị đâm sao bác? Bác có nghe cô ấy tên gì không? À, chính tôi tận mắt chứng kiến, tôi nghe chú rể gọi Linh ơi. Linh không phải là cô đây hay sao? Vậy mà còn người nào bị đâm nữa chứ? Nghĩ vậy, cảm xúc của Linh cũng trở nên rối loạn, dời hỏi xem người được đưa đi đâu. Cô bấm số ông Định, lúc này nghe tin con gái bị nguy hiểm đã ngất xỉu, cô giúp việc nghe máy. Bà ơi, em gái con sao rồi? Thưa cô, ông Định xúc động bị ngất xỉu rồi, hiện đang ở bệnh viện. Nhưng cô đừng có quá lo, bác sĩ xử lý kịp thời nên không có sao nữa rồi. Còn cô Linh,
Cậu Vinh báo đang ở phòng cấp cứu của bệnh viện 115. Cô đến đó nhanh đi cô. Trong lúc rối ren, cô giúp việc vốn dĩ không chú ý lời nói hồi nãy của Linh. Cô gái nhỏ cũng không có nhiều thời gian giải thích, vừa mới tắt máy đã dắt dò lên cổ chạy một mạch đến bệnh viện 115. Khi đến nơi, cô nhìn thấy Vinh ở bên ngoài dãy ghế đang suy sụp. Các nơi mà anh liên lạc đều báo không có tìm được nhóm máu AB âm tính. Ngay cả cậu Mẫn cũng nói đã cho người tìm khắp mà vẫn không có thấy bóng dáng Kiều ở đâu. Tình hình như vậy, bác sĩ buồn bã thông báo sợ rằng đã không còn kịp, kêu anh phải chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất. Thời khắc này, nước mắt của anh tuôn như suối, liên tục gọi tên người thương. Khóe mắt của Linh cay xè, cô không ngờ Vinh lại yêu mình nhiều tới như vậy. Nhưng hiện tại cấp bách không phải là lúc nghĩ bàn tới cái chuyện này. Cô giọt chạy tới chỗ của Vinh ngồi lên tiếng. Em tới rồi đây, tình hình sao rồi anh? Vinh nghe giọng quen quen, nhìn lên thấy gương mặt người thương thì càng trở nên bấn loạn. Anh sợ điều mình nhìn thấy là một linh hồn. Cô đã thực sự rời bỏ anh rồi. Khóe mắt của anh càng ngập nước, lần đầu tiên trở nên run rẩy yếu đuối ôm chầm lấy Linh. Em đừng có đi, đừng có rời bỏ anh. Anh xin em ráng đợi một chút nữa thôi. Cậu Mẫn sẽ đưa Kiều đến để cứu em mà. Đừng có đi mà em ơi. Anh Vinh, bình tĩnh, nói cho em biết Kiều bây giờ sao rồi. Kiều làm sao, không lẽ... Giọng của Linh run run nói như muốn khóc. Phải, người nằm trong đó là em gái của em, là Kiều. Điều này khiến Vinh như người đi giữa sa mạc khô cằn, sắp không chịu được nữa, bỗng may mắn tìm được nguồn nước. Anh vui sướng ôm chầm lấy Linh vào lòng. Cảm ơn trời đất, cảm ơn Phật, vì em vẫn bình an. Linh thì đã quá sốt ruột thúc giục. Anh nói lẹ đi, Kiều nó như thế nào rồi? Kiều bị mất máu nhiều, là nhóm máu hiếm, cho nên các ngân hàng máu đều báo không có. Nếu không có nhanh chóng tiếp máu, tình hình sẽ rất là nguy kịch. Vừa nghe xong, Linh đã vội gọi y tá. Cô ơi, tôi muốn cho máu. Nữ y tá nghe vậy liền chạy vào phòng báo với bác sĩ, vì hai người là chị em song sinh cùng trứng. Nhóm máu hoàn toàn tương thích với nhau. Vậy là cô được đưa vào phòng cấp cứu, trực tiếp rút máu vào túi dẻo vô trùng. Cô nhắm mắt thầm nghĩ. Kiều ơi, từ giây phút này máu của chị sẽ được chảy vào trong người của em. Chúng ta suốt đời sẽ yêu thương gắn bó em nghe. Kiều được theo dõi về hô hấp, tim mạch, đo huyết áp và được sửa đổi với tiêu chí về hô hấp, tri giác, độ bão hòa oxy, tuần hoàn và vận động khi cô tỉnh lại, thang điểm đánh giá tốt nên cô được đưa ra phòng ngoài. Nhìn thấy em gái đã được vượt qua giai đoạn nguy hiểm, Linh xúc động, nước mắt rơi như mưa, nắm chặt tay em mà nói. Tạ ơn trời, tạ ơn Phật, em gái chị không có sao rồi. Kiều nhìn chị gái, đôi mắt sưng húp, chất giọng nghẹn ngào, cảm thấy sự hy sinh của mình là không hề uổng phí. Cô yếu ớt trả lời. Em ổn mà, chị đừng có lo. Nhưng chị phải cẩn thận, có người muốn hại chị. Ừ, em nghĩ đi, đang mệt thì đừng có nói gì hết. Kiều gật đầu nhắm mắt, nhưng những chuyện của mấy hôm trước vẫn còn ẩn ẩn hiện hiện trong tâm trí cô. Là khi chiếc vòng ngọc chị Linh tặng cô bỗng nhiên bị đứt và cô linh tính có chuyện không có lành sắp xảy ra. Trong lòng cô suốt mấy ngày bồn chồn khó tả, liền tìm đến gieo quẻ xin xăm ở lăng ông bà Chiểu. Lá xăm Kiều xin được cho chị gái có màu vàng tươi là loại không tốt. Chờ nghe sư thầy giải xăm, cô càng lo lắng cho Linh nhiều hơn. Người có lá xăm này bị tiểu nhân rình rập làm hại, khả năng nhiều xô xát gây ảnh hưởng xấu đến tính mạng, là ngày vui bỗng xảy đến cái chuyện buồn đau. Tính sao bây giờ vậy thầy? Có cách nào cứu giãn được không thầy ơi? Xưa này đức năng thắng số cũng nhiều, cô về nên làm nhiều việc thiện tích đức, như vậy cũng giảm đi không ít mối họa sát thân. Kiều ra về mà lòng lúc nào cũng trăn trở. Đêm đó cô không ngủ, suy nghĩ rất nhiều về lời thầy giải xăm đã nói. Liên tưởng đến chị Linh, ngày vui quá thành buồn đau, lẽ nào lại chính là cái ngày chị cưới chồng. Rồi cả lời nhắc nhở rằng đức năng thắng số nữa,
việc trước mắt là phải hành thiện tích đức để hóa giải giận ruổi cho chị. Nghĩ vậy, Kiều tìm dịp xin xỏ riêng anh rể tương lai, vì Vinh không có keo kiệt cho em vợ chút tiền mua sắm áo váy mặc ở trong ngày cưới của anh chị. Kiều mua được rất nhiều gạo, mì tôm, nước tương, chia theo phần rồi mang lên chùa nhờ phân phát cho những hoàn cảnh khó khăn. Càng gần đến ngày cưới của chị, lòng Kiều càng lo lắng không yên. Nói cho chị biết cái chuyện đó để dừng lại hôn lễ cũng không được. Vinh sẽ nói là cô vớ vẩn mê tín dị đoan, và nếu tiếp tục thì cô rất sợ phải chứng kiến cái cảnh sinh ly tử biệt. Chị Linh mà có chuyện gì thì ba cũng không có chịu đựng nổi đâu. Cô vừa mới đoàn tụ với ba, với chị đây mà. Nghĩ ngợi rất nhiều, cuối cùng Kiều cũng có một quyết định. Nghi thức ở sảnh tiệc đông đúc, Kiều không ngừng dán mắt về chị Linh. Đến khi chị lui vào trong thay cái váy cưới khác, Kiều liền thực hiện ý định. Váy cưới của chị đẹp quá chị Linh à, em thực sự rất là ao ước. Tới lượt em cũng sẽ xinh đẹp lắm cô nương. Chị ơi, em nói cái này chị đừng có giận nghe. Chị nhường cho em cái váy đó được không? Em thích được giống như công chúa xinh xắn lắm chị à. Lung ta lung tinh, vừa thôi cô à. Chị phải ra đó nhanh, kẻo anh Vinh đợi. Tạm không có tán gẫu với cô được nữa. Nói xong, Linh nhấc gót rời đi. Ở phía sau, Kiều liền dùng cái khăn tẩm thuốc mê chụp vào mặt chị. Tiếp theo, cô quán đổi cái váy áo của hai người, nhắn cho Vi cái tin là Kiều bị mệt, nhờ mày đưa con bé về nhà nghỉ ngơi trước giùm tao. Vi đừng lúc ngày vui của bản thân, trong tiếng nhạc sập sình sôi động, cô không chú ý tin nhắn gửi đến cho mình. Cứ nghĩ tính toán đã ổn thỏa, Kiều thay chị đi ra bên ngoài cùng với anh Vinh tiếp đãi khách khứa. Cẩn thận đề phòng là vậy, không ngờ đi được một đoạn, Kiều lại phát hiện mình làm rớt cái hoa tai. Trong lúc lùi cùi tìm thử, cô không hay biết mình lại bị kẻ thù ác bám đuôi, đâm cho một nhát dao chí mạng. Giây phút cô kêu cứu, yếu ớt, trong đầu bỗng nhảy ra một ý nghĩ. Chị con sao là tốt rồi. Sau đó cô liệm dần cho tới khi tỉnh lại ở bệnh viện này. Khóe mắt cô ương ướt, thật mừng vì mình đã cứu được chị. Lần này đại nạn không sao, nhưng rõ ràng có người cố ý nhằm vào Linh. Vinh nuốt không trôi cái cơn tức này. Công an vào cuộc điều tra trong 2 ngày, Vinh còn dùng tiền thuê thêm những thám tử lùng khắp khu vực xung quanh tìm cho bằng được hung khí của kẻ thù ác. Cố gắng toàn lực của anh đã nhận được hồi đáp khi thám tử lụm được con dao dính máu ở một bãi rác cách nhà hàng tiệc cưới khoảng 3 km. Qua tiến hành giám định vân tay, cảnh sát điều tra kết luận hung thủ chính là Nguyễn Thúy Điệp. Lệnh truy nã lập tức được phát ra, cô ta bị bắt ngay trong ngày. Khi cô ta đang ở nhà, nhốt mình trong phòng với tâm thế run sợ, bất an. Khung hình phạt cho tội giết người bất thành với động cơ đê hèn tối đa là 20 năm, vì cô ta dám cả gan muốn hủy hoại người thương nhất đời mình. Vinh thề phải cho ả nhận lãnh cái giá đắt nhất. Anh chi ra số tiền không nhỏ, thuê luật sư tiếng tăm và đạt được kết quả là khung hình phạt 18 năm tù giam dành cho Điệp. Ngày đầu tiên cô ta vào trại liền bị đám tù nhân cũ đánh đến thừa chết thiếu sống, ngay cả khuôn mặt cũng bị cào xước thảm hại, nhìn không khác gì một con quỷ xấu xí. 18 năm dài đăng đẳng, cuộc đời của cô coi như héo rũ mịt mờ, vì một chút mâu thuẫn của đàn bà mà tạo nên ác nghiệp, tự rước họa vào thân. Điệp bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa rồi. Về phần Linh, khi biết được sự thật, cô vô cùng xúc động ôm lấy đứa em ruột thịt ở trong niềm hạnh phúc ngập tràn. Mạng sống của chị là nhờ em mà duy trì. Cảm ơn em đã tiếp nhận và yêu thương chị nhiều tới như vậy. Có gì đâu chị, dòng máu của chị còn chảy đầy trong người em đây nè. Chúng ta tuy 2 mà 1, tuy 1 mà 2, chị được hạnh phúc thì em cũng sẽ hạnh phúc. Giả như em không có bị thất lạc, chị em mình đã có nhiều thời gian vui vẻ bên nhau hơn em ha. Chuyện đã qua rồi chị à, dù lý do thất lạc là gì đi nữa, em cũng không có muốn tri cứu, chỉ muốn an yên sống bên cha và chị thôi. Sau hết thảy bao nhiêu chuyện, em mới thấy gia đình là vô giá,
hạnh phúc đôi khi chỉ đơn giản là nhìn thấy người thân của mình sống an bình, vui vẻ là được rồi chị à. Phía bên phòng ngoài, Vinh không nén được sự cảm kích to lớn đối với Kiều. Chờ cho chị em họ tâm sự xong, anh mới gõ cửa. Về thôi bà xã ơi, cho người ta có cơ hội yêu đương hẹn hò nữa. Linh hiểu ý, nói xuôi theo chồng. Ừ hen, người ta chờ rất lâu ở dưới đó rồi mà em quên mất. Rồi Linh nhìn Kiều nói tiếp. Anh chị về ngang, chị tin hạnh phúc đã mở cửa với em rồi đó. Ở dưới nhà, Mẫn đang ôm bó hoa hồng gói tỉ mỉ đẹp mắt. Vợ chồng nhà nọ nhìn nhau cười, rồi tình tứ bước ra xe. Trên chiếc Vespa đỏ thắm, Linh choàng tay nơi eo chồng, tựa đầu vào tấm lưng vững chãi của anh mà nói. Cảm ơn anh vì đã giúp em có niềm tin vào tình yêu một lần nữa. Anh cũng cảm ơn vì em đã cho anh cơ hội cùng em đi đến hết kiếp người. Khóe mắt của Linh cay xè, không phải vì buồn đau nữa mà là giọt nước mắt của hạnh phúc ngập tràn. Cô thì thầm vào tai anh. Em yêu anh. Vinh vui sướng vì cũng đã đợi được câu nói mà anh luôn khao khát. True Love cũng mãi mãi yêu cô bé mùa đông. Linh tròn xe mắt. Anh là True Love. Phải, định mệnh của chúng ta thuộc về nhau từ lâu rồi. Trước đã như vậy, về sau vẫn mãi mãi. Ngày hôm đó, giáng chiều thật đẹp. Sau bao nhiêu sóng gió, bao nhiêu thăng trầm, giấc mộng duy nhất của đời anh chỉ có cô mà thôi. Quý vị và các bạn vừa nghe xong tập 8, cũng là tập cuối của bộ truyện Giặc Bên Ngô, tác giả Vân Bích. Lam Phương chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bộ truyện. Cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại quý vị trong một bộ truyện mới. Chào tạm biệt.